Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Pavel Filipov. Tôi là người phụ trách mảng quảng cáo và quan hệ công chúng tại Solar Group. Và tôi rất vui mừng được chào đón các bạn đến với buổi rút thăm trúng thưởng của chúng tôi dành cho những người tham gia chương trình khuyến mãi được gọi là cuộc đua đối tác Plus. Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt được phát triển dành cho các đối tác tích cực của chúng tôi để giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn và có thêm động lực để đạt được những cấp bậc đối tác mới. Bởi vì trong trường hợp này, những đối tác như vậy có thể được tính đến những giải thưởng có giá trị mà chúng tôi sẽ tổ chức quay sổ số hôm nay. Điểm đặc biệt của chương trình khuyến mãi này là ở đây, chúng tôi không chỉ xem xét những kết quả tài chính, không chỉ tính đến kết quả của bạn với tư cách là các đối tác, nhưng chúng tôi có thêm một điều kiện bổ sung mới, đây là mục tiêu thể thao của các bạn, là điều mà các bạn có thể lựa chọn. Thí dụ, uống đủ lượng nước mỗi ngày hoặc đi một số lượng bước chân nhất định mỗi ngày, và mỗi ngày bạn có thể khỏe hơn, cải thiện sức khỏe của mình. Và như các bạn đã biết, sức khỏe là chìa khóa cho mọi thành tựu khác trong cuộc sống, nó là điều quan trọng nhất mà chúng ta có được. Và với chương trình khuyến mãi này, chúng tôi muốn cho các bạn thấy và chứng minh rằng tình trạng của các bạn chắc chắn sẽ được cải thiện nếu bạn vận động nhiều hơn. Và quan trọng nhất là nếu bạn có thói quen chơi thể thao và duy trì lối sống năng động. Tôi hy vọng điều này đã có tác động tích cực đến cuộc sống của các bạn. Và hôm nay bạn sẽ có một phần thưởng tuyệt vời nếu bạn cũng sẽ trở thành người chiến thắng của một trong các cuộc rút thăm của chúng tôi. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Xin được nhắc rằng chương trình khuyến mãi của chúng tôi đã được chia thành hai giai đoạn. Vào đầu tháng 7, chúng tôi đã chơi đợt giải thưởng đầu tiên. Ở đó chúng tôi đã trao giải thưởng tiền mặt cũng như các cổ phần đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một gì đó thú vị hơn. Cụ thể, chúng tôi sẽ quay sổ số một chuyến đi đến công trường Solvenmars. Chúng tôi sẽ quay sổ số một chiếc xe đạp điện có động cơ với cuộn dây kết hợp Slevenka. Chúng tôi cũng sẽ rút thăm trúng thưởng giữa những người tham gia thử thách thể thao. Đây sẽ là gói đồ mang thương hiệu của công ty Solar Group, bao gồm sạc dự phòng, áo phông và túi sách. Tất cả những thứ này sẽ được gắn nhãn hiệu và 10 người ngày hôm nay sẽ nhận được đúng món quà này, gói sản phẩm này vì thành tích đạt được mục tiêu thể thao của họ. Về các giải thưởng khác, hôm nay sẽ có một người nhận được một chiếc xe đạp điện. Đây là người đã đạt được cấp bậc chủ tịch của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ xem liệu có ai như vậy không? Có thể sẽ không có ai, chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức quay sổ số 3 suất đi đến công trường cho các bậc thầy, 3 suất đi cho chuyên gia và 3 suất cho chuyên nghiệp. Chính xác hơn là cho những người đạt được cấp bậc này như một phần của chương trình khuyến mãi. Nào, hãy bắt đầu rút thăm. Như vậy, theo logic, chúng ta hãy đi từ đối tác cấp dưới sang đối tác cấp cao hơn. Hãy bắt đầu với bậc thầy. 3 bậc thầy sẽ được đi thăm công trường. Bây giờ tôi sẽ nhấn vào nút và như vậy chúng ta sẽ thấy tên của người chiến thắng đầu tiên. Người đó đang ở trên màn hình của bạn đây. Xin chúc mừng anh ấy. Chúc mừng bạn đã giành chiến thắng và đó là suất đi thăm công trường. Và sẽ không lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy rút thăm ngay suất thứ hai. Bạn cũng thấy tên người chiến thắng trên màn hình. Xin chúc mừng. Đây chắc chắn là một món quà rất là vui. Cơ hội đến công trường luôn mang đến một cú sốc bất ngờ với cảm hứng đầy thú vị. Bởi vì khi các bạn xem trên video, thấy mọi thứ trông như thế nào, thấy quá trình xây dựng đang diễn ra làm sao. Tất nhiên, khi thấy tận mắt nó trông quy mô lớn hơn rất nhiều và sẽ thêm động lực rất lớn để bạn tiếp tục làm những việc gì mà chúng ta đang làm. Bởi vì tất nhiên nhận ra rằng bạn đã góp sức mình vào việc này với tư cách là nhà đầu tư và đối tác, thật là một cảm giác không thể diễn tả được. Đặc biệt như tôi đã nói, nếu người đó chưa từng đến công trường trước đây. Và chúng ta chuyển sang người chiến thắng thứ 3 trong số các bậc thầy. Và chúng ta cũng thấy tên anh ta trên màn hình. 3 người chiến thắng, 3 bậc thầy. Tôi sẽ yêu cầu hiển thị tên của họ trên màn hình ngay bây giờ. Bạn đang nhìn thấy tên họ lúc này và chúng tôi sẽ liên hệ với họ. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy tên mình trên màn hình, về nguyên tắc thì bạn có thể chủ động viết thư cho ban hỗ trợ kỹ thuật. Bạn thậm chí không cần phải đợi người quản lý của chúng tôi viết thư hoặc gọi cho bạn. Bạn có thể tự mình liên hệ với chúng tôi. Xin chúc mừng! Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn hào hứng hơn nữa với dự án của chúng tôi và tận mắt nhìn thấy mọi thứ.
Được rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Và bây giờ chúng tôi có 3 suất tương tự giữa các chuyên gia. Hãy xem ai là người chiến thắng của chúng ta. Bạn nhìn thấy tên của chuyên gia đầu tiên trên màn hình. Xin chúc mừng chiến thắng và chúng ta sẽ đi tiếp. Bạn cũng thấy tên của chuyên gia thứ hai trên màn hình. Xin chúc mừng và chúng ta tiếp tục. Bạn sẽ thấy tên của 3 chuyên gia giành được suất đi thăm công trường đang ở trên màn hình. Hãy cùng chúc mừng họ. Và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn nào đó để các đối tác của chúng tôi có thể chia sẻ cảm xúc của họ. Bởi vì cảm xúc đó luôn rất là ấn tượng. Và tôi cũng đã nói rằng thật tuyệt khi bạn đến thăm lần đầu tiên. Trên thực tế thì thật tuyệt cả khi được xem lại lần thứ hai và lần thứ ba nữa. Bởi vì thường xuyên có những đổi mới. Đôi khi bạn đã không đến thăm công trường trong một tháng. Bạn đến nơi và bạn đã thấy những thay đổi. Và nếu ai đã không ở đó được 1 hoặc 2 năm thì tất nhiên đó sẽ là những đổi mới hoàn toàn khác. Hơn nữa, hiện nay trung tâm công nghệ về nguyên tắc không còn giống một công trường nữa. Nó bây giờ giống như một cơ sở doanh nghiệp đang hoạt động. Ở đó chỉ còn một số khu vực chủ yếu là tầng 3 còn đang tiến hành công việc sửa chữa và chúng cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Và đây là một tin tức tuyệt vời cho tất cả các nhà đầu tư và đối tác. Và chúng ta chuyển sang hạng mục chuyên gia. Các bạn ơi, vậy là sao? Ở cấp bậc chuyên nghiệp lẽ ra chúng ta phải có 3 người chiến thắng như chúng tôi đã nói trước đó, nhưng hóa ra chúng ta chỉ có 2 người. Có 2 người tham gia hạng mục này nên họ sẽ tự động nhận được giải thưởng. Xin chúc mừng họ và chúng ta tiếp tục. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu cho hiển thị tất cả những người chiến thắng lên trên màn hình. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể từ trong số họ thành lập ra một nhóm thống nhất để chọn một thời điểm cụ thể nào đó thuận tiện cho mọi người đến thăm công trường và tận mắt mình nhìn thấy mọi thứ. Đó sẽ là một chuyến tham quan rất thú vị. Tóm lại, xin chúc mừng. Còn chúng ta sẽ tiếp tục. Trước khi chuyển sang phần bốc thăm cái xe đạp điện, tôi xin đề xuất là chúng ta sẽ rút thăm 10 giải cho những đối tác đã hoàn thành các mục tiêu thể thao. Và như tôi đã lưu ý, đây thật sự là một trong những điều đổi mới như vậy. Chúng tôi chưa từng làm điều này trước đây, nhưng vì nhiều bạn đã lựa chọn và nhiều bạn ưa thích nó, nên tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ triển khai những điều gì đó tương tự trong tương lai. 10 người sẽ giành được gói đồ với thương hiệu của Solar Group. Đây là bộ sản phẩm sẽ bao gồm sạc dự phòng, áo phông và túi sách. Tất nhiên, mọi thứ đó đều sẽ có gắn thương hiệu. Vậy chúng ta sẽ cùng thấy những người chiến thắng này. Nào, hãy bắt đầu rút thăm. Như các bạn đã thấy, thể thao không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể đem lại lợi nhuận nữa. Trên thực tế, một chiếc áo phông, một cục sạc dự phòng và một chiếc túi, tôi chắc chắn rằng đây không chỉ là món quà đẹp mà còn rất hữu ích. Bởi vì một chiếc sạc dự phòng luôn là thứ cần thiết, vâng, nhất là đối với cá nhân tôi. Điện thoại thường xuyên hết pin, nhất là khi bạn chạy xe đi công việc quanh thành phố cả ngày và cần sạc lại điện thoại. Một chiếc áo phông, một chiếc túi, tất nhiên là những thứ rất thú vị và quan trọng. Vâng, và chúng cũng sẽ hiệu quả như là một cách tiếp thị khi mọi người nhận thấy các đối tác của chúng ta mang những hình hiệu như vậy. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy tên mình trên màn hình như trong trường hợp rút thăm đầu tiên, các bạn có thể tự liên hệ với chúng tôi, ví dụ thông qua hỗ trợ kỹ thuật và chúng tôi sẽ báo cho các bạn biết làm thế nào các bạn có thể có được tất cả những món quà này. Chúng tôi sẽ đóng gói các lô hàng bưu chính, chắc chắn sẽ gửi mọi thứ đó cho mọi người. Nào các bạn, khi đi tiếp, xin được nhắc các bạn rằng chúng tôi đang tổ chức quay xổ số một chiếc xe đạp điện có động cơ cuộn dây kết hợp Slavianka giữa các đối tác của chúng ta đã đạt được danh hiệu chủ tịch. Chà, người chủ tịch này thật là may mắn vì chúng ta chỉ có một người tham gia, chỉ có một thành viên đã đạt được cấp bậc này. Hóa ra là không cần phải quay số, không cần phải rút thăm nữa. Vì vậy, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định trao tặng chiếc xe đạp này cho vị chủ tịch đáng kính của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều vì công việc bạn đang làm. Rất khó để đạt được cấp bậc chủ tịch vào bất kỳ lúc nào, không chỉ trong dịp khuyến mãi này đâu. Nhưng lần này, chiếc xe đạp điện này sẽ tiếp thêm động lực để bạn tiếp tục làm việc và cộng tác với chúng tôi.
Vì vậy, nó sẽ sớm được trao cho người chiến thắng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể sẽ quay một đoạn video nào đó cho các bạn để các bạn có thể xem phần trao giải và những cảm xúc mà người chiến thắng chúng ta sẽ có. Tóm lại là xin chúc mừng và chúc bạn may mắn trong các cuộc rút thăm tiếp theo và nói chung là được tiến bộ hơn nữa trong Solar Group và dự án động cơ Junov. Nào, các bạn, đây là lúc chúng ta kết thúc. Tôi rất vui vì chúng tôi có thể kết hợp hoạt động kinh doanh trong các chương trình đối tác với các yếu tố giải trí nho nhỏ như thế này khi chúng tôi trao nhiều giải thưởng có giá trị khác nhau để thúc đẩy một mặt chúng là hữu ích, mặt khác thật vui khi được nhận chúng. Còn điều nữa, thực tế là lần đầu tiên chúng tôi thử đưa mục tiêu thể thao như vậy vào và được nhiều người tích cực ủng hộ. Tôi rất vui vì nhiều đối tác của chúng ta thực sự quan tâm đến sức khỏe của họ. Và tôi chắc chắn rằng nếu có ai đó đã quên rằng sức khỏe là quan trọng thì nhờ khuyến mại của chúng tôi, anh ta đã nhớ ra điều đó. Và bạn đã phát triển những thói quen hữu ích mới mà chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả thu nhập của bạn nữa. Bởi vì khi bạn năng động, khi bạn có đầu óc minh mẫn, khi có sức khỏe tốt, bạn có đủ sức mạnh và nghị lực để làm mọi điều bạn muốn trong cuộc sống, kể cả việc xây dựng công việc kinh doanh. Về phần mình, chúng tôi, Solar Group, đang làm mọi điều có thể để giúp cho việc xây dựng mối quan hệ đối tác với chúng tôi mang lại cho bạn lợi nhuận và sự thoải mái. Vì vậy các bạn ơi, ngay cả khi các bạn không thắng hôm nay cũng đừng phiền muộn. Tôi chắc chắn rằng trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi, bạn cũng đã đạt được một số tầm cao mới cho mình. Và đây là điều quan trọng nhất, rằng bạn đã trở nên tốt hơn một chút so với ngày hôm qua. Và tôi rất vui vì chúng tôi đã giúp bạn được điều gì đó ở đây. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm. Và đừng quên theo dõi tin tức của chúng tôi. Sẽ có các chương trình khuyến mãi mới dành cho các nhà đầu tư và nhiều chương trình khuyến mãi dành cho các đối tác. Mọi thứ đều có trong trang tài khoản cá nhân của các bạn trên trang web của chúng tôi và trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.